của team này đi nói chung là rất là khá là đông. Để mà đang chuẩn bị phần set up cho cảnh quay, những cảnh quay đầu tiên của MV Gió Đưa Gió Đẩy. MV mới của Trấn Ngọc Tiên, Gió Đưa Gió Đẩy. Oh yeah. Ê. Trời ơi, thấy Tiên xỉu luôn. Làm gì hai ổng vậy Tiên? Đó. Em chỉ nhìn thôi mà ham tá. Đó Tiên ơi. Che cái mặt Tiên rồi Vũ ơi. Cảm luôn rồi. Chưa, để lại cam quay xin cho em nhiều đi rồi để cho nó an toàn đi rồi nhảy. Nhảy quay diễn. Vô cận đây. Rồi cận nghi qua đây đi. Hay là bên kia chỉ qua đi. Bên kia xíu qua. Mà qua kia. Qua kia góc mặt bên kia. Ok. Ai phải bị ấy bên đây rồi. Cái chung này. Gì vậy? Rồi cắt máy. Không có hát không? Ê, cái tấm bô lê thấp xuống. Có hát không vậy? Có nhạc lỗi hả ba? Đẩy vô cái là nó bị mắc cái ben nó đẹp. Em cầm thôi. Em cầm diễn thôi. Em cầm thôi em. Nắng nó lên cái ben của em nó đẹp. Chứ mà em đẩy lên là nó mắc cái ben tóc của em rồi. Rồi thấp chưa? Máy chạy. 3, 2, 1 nha. Cương ơi đẩy cái tọn này luôn nha anh Cương. Cương ơi. Lên đây xíu. Ủa, để cái xỉu xíu. Không xéo đâu. Máy mình xéo ở đây nè. Mình xéo hả? Máy mình xéo này ta tỉ theo thôi. Lắp lại xíu. Máy quay xíu lại, máy quay xíu. Em xinh tươi trong chiếc áo ba ba. Dưới nghiêng nón lá chiều em đi ra coi khói đốm đồng đồng, gặp anh lêu đêu theo sao nói mấy cái chuyện chồng con. Tuổi 18 mới xuống mà hồng nhưng em đi đâu muốn lấy chồng, chia sẻ anh còn lắm bông 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 mà anh có chắc thương em thiệt lòng hồng anh như ruộng đồng yêu cánh cô ba. 2, 3 ok. Đói kiểu luôn hả? 2, 3 rồi. Hết đầu thôi. Qua định vị đến chuẩn bị rồi. Tuy nhiên là cuộc sống này đi qua bệnh. Ừ, con anh em thay đồ đạt rồi, chuẩn bị rồi qua đó nên quạt cảnh. Có nghĩa là hai anh sẽ quay cảnh bên nhà. Kẹo kẹo đẩy. Ừ. Bài nha. Cái gì? Em bé 8 tuổi. Đó. Cặp cái phấn là phấn để ấy dặm vào cái mặt.
nhẹ lên, cái móc cầm cao lên tí rồi. Tùy mỹ vô. Tay kia thước tha nha, chuyển tay thước tha lên. Theo câu luôn. Chuyển tay theo câu luôn. Đã nói thương em thì làm ơn hãy thương cho trót à. Năm sáu câu yêu đương nguồn tình kia em chỉ nghe chứ không tin đâu. Vì thời niên thiếu làm tim em nhói đau bao lần. Đừng ngọt ngào ống bướm, thật tâm thôi mới được dài lâu. Xinh tươi trong chiếc áo ba ba, che nghiêng non lá, dáng em thước tha điệu đà. Chiều chiều em đi ra coi khói đốt đồng, gặp anh lêu đêu theo sau, nói mấy cái chuyện chồng con. Tuổi 18 môi son mà hồng, nhưng em vẫn chưa muốn lấy chồng, vì sợ anh còn lòng băng. Mà anh có chắc thương em thiệt lòng hồng anh, như ruộng đồng yêu cánh cỏ bay. Bằng lòng em đi theo anh, cùng sống như mái nhà tranh. Bạc vàng đâu cần anh ơi, chỉ cần mình sống bên nhau trọn đời. Chờ đò anh đưa em sang sông, lén hôn má em thêm hôn vui sao anh đã ngẩn nha. Em hát mấy câu dân ca, gió đưa gió đẩy cành trúc la đà. Em trao anh thứ gọi là tình yêu, mặn đời ganh đua mình chẳng hơn thua. An nhiên một đời diện tròn sắc son, quê mình mưa nắng ai mùa, bên anh chỉ có một mùa yêu nhau. Bằng lòng em đi theo anh, cùng sống dưới mái nhà tranh. Bạc vàng đâu cần anh ơi, chỉ cần mình sống bên nhau trọn đời. Chèo đò anh đưa em sang sông, lén hôn má em thêm hôn vui sao anh đã ngẩn ngơ. Em hát mấy câu dân ca. Bằng lòng em đi theo anh, cùng sống dưới mái nhà tranh. Bạc vàng đâu cần anh ơi, chỉ cần mình sống bên nhau trọn đời. Chèo đò anh đưa sang sông, lén hôn má em thêm hôn vui sao anh đã ngẩn ngơ. Em hát mấy câu dân ca. Cần mình sống bên nhau trong